Vân Anh và anh Châu Long xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và xin mời quý vị theo dõi phần điểm tin trong ngày của chúng tôi. Vân Anh, chào anh Châu. Dạ, chào cô Vân Anh và kính chào quý đồng hương. Anh Châu, trong những ngày vừa qua, khoảng cùng gần 10 ngày rồi phải không anh? Phải nói là cả thế giới đang xôn xao về sự mất tích của chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia với chiếc máy bay số là 370. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ tường trình của quý vị cho quý vị biết coi là cái số phận của cái chiếc máy bay đã bị mất tích này như thế nào. Thưa quý vị, cái chiếc máy bay này bay từ phi trường Kuala Lumpur, tức là phi trường Mã Lai, đến phi trường của Bắc Kinh, và trên đường đi thì tới cái khúc nào thì cái máy bay này bị mất tích vậy anh? Tới cái không phận quốc tế giữa Mã Lai, Phi Luật Tân và Việt Nam, thì cái người phi hành đoàn đó có chuyển cái lời nói cuối cùng là good night. Và có dấu hiệu rằng là sau đó đó cái hệ thống thông tin đó bị tắt đi. Và cho nên hoàn toàn mọi liên lạc từ chiếc máy bay đó cho đến tổng đài là hoàn toàn bị cắt đứt phải không anh? Dạ. Và sau đó người ta cũng khám phá ra là cái đường bay nó lại được thay đổi, thì chỉ có những một cái người pilot họ mới biết điều khiển cái computer của cái chiếc máy bay để mà thay đổi cái địa điểm bay. Thì cái đó nó lại ám chỉ rằng là cái này là xảy ra ở trong cái cockpit, là do cái người lái máy bay. Dạ vâng, và cũng nhiều giả thuyết cho rằng có thể là chiếc máy bay này đã bị không tặc. Dạ. Dạ vâng. Có rất là nhiều giải thuyết, cứ mỗi ngày là mình nghe trên TV là có một giải thuyết mới. Và đa số những cái giải thuyết thì cái phần có lý là 1 mà phần không có lý đến 10. Cho nên mỗi ngày là người ta bàn luận mà không có lý luận nào mà nó trở thành sự và thật. Và cho tới đây thì cái việc điều tra cũng chưa có kết quả gì cụ thể phải không anh Châu? Và phải nói là rất là thương tội nghiệp cho những thân nhân và có người nhà, có thân nhân là hành khách của chiếc máy bay này. Tại vì đã 10 ngày hay 12 ngày? Cũng gần là 2 tuần rồi đó. Dạ vâng. Thì... mà nóng lòng không biết số phận của chiếc máy bay này như thế nào. Dạ. Và cũng có rất là nhiều cái ý kiến cho rằng cái việc mà điều tra của nước... Mã Lai, thứ nhất là cái hãng hàng không Mã Lai họ phản ứng quá là chậm chạp, họ cho những cái tin tức không chính xác, rồi họ làm cho những cái nạn nhân, gia đình nạn nhân đó phẫn nộ. Rồi cái sự mất tích này nó đưa ra một cái điểm khác nữa là khi mà chiếc máy bay này nó bay lẳng lơ đó, thì những cái hệ thống phòng thủ của những cái nước, ví dụ như là nước Việt Nam, nước Thái Lan, nước Phi, nước Mã Lai rồi vậy, không ai thấy hết rồi trơn á. Có nghĩa là những cái hệ thống phòng thủ của họ không có thấy hết rồi trơn, họ cũng ngủ quên hết rồi trơn đó. Cho nên mọi cái nước đó họ im lìm hết rồi trơn. Hiện giờ thì chính phủ Mỹ có gửi một vài cái hạm đội tới đó, thì hy vọng. Và nước Úc nữa hiện giờ cũng gửi những cái hạm đội. Hiện giờ họ đang chú trọng vào một cái vùng biển nam của xứ Australia. Cái vùng này, cái biển này nó rất là sóng động và rất là khó kiếm, cho nên để mà tới đây cũng phải tốn 2-3 ngày nữa. Thì cái vấn đề này nó làm cho tôi nghĩ là rất là nhiều người đang chú ý vấn đề này. Vâng, cái món mất tích này nè, cái sự bí mật này nè, nó sẽ trở thành là cái chiếc thuyền Titanic. Nó sẽ có những cái câu chuyện nó sẽ có những cái sang năm đó. Dạ vâng. Dạ, sang năm nữa đó thì hàng trăm cuốn sách mới ra, sẽ hàng phim ảnh đồ ra hết rồi đó. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh cũng biết là trong ngày hôm qua và ngày cách đây 1-2 ngày vì đó thì chính phủ Mã Lai cũng đã bắt đầu lục soát tư gia của những người phi hành đoàn, của những phi công để mà trong công cuộc điều tra này. Và chắc chắn là chúng ta thấy là cái phản ứng phải nói là rất là sốt ruột của các thân nhân với cái sự phản ứng chậm chạp của chính phủ trong cái công cuộc điều tra này. Hy vọng là kết quả sẽ có sớm nhất cho thân nhân, phải không anh? Dạ thưa vâng, thì cái đó là cái hy vọng trong những ngày kế tiếp mình kiếm được cái chiếc máy bay đó. Dạ vâng, thưa quý vị và bà Tin, kế tiếp mà Vân Anh và anh Châu cũng xin được tường trình với quý vị đó là về cái chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Nga Xô. Chúng ta biết là cái chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Nga Xô đã xảy ra cũng lâu rồi anh ha, một thời gian hết rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là và kỳ này có vẻ là lạnh lùng hơn nhiều rồi phải không anh? Dạ, cái thế giới nó đang thay đổi rất là nhiều, nhất là bên Âu Châu. Cái tình hình ở bên Ukraine khi mà Nga mà qua chiếm cái Crimea là một cái lãnh thổ của cái xứ Ukraine,
là nó gây ra nhiều chấn động ở trên bên bên Âu Châu. Thì Văn Anh cũng biết là sau khi mà cái sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết thì những cái vùng đất lân cận của Nga đó nó trở thành độc lập, ví dụ như là Georgia, ví dụ như là Belarus, Georgia, Ukraine. Các quốc gia nó trở thành các quốc gia độc lập. Độc lập. Yeah, yeah. Tuy nhiên, cái quốc gia mà Ukraine là quốc gia mà Nga có nhiều người thổ dân Nga nhất, cho nên Nga rất là thèm thuồng. Khi mà Nga bán gas là dầu thô, thì những cái ống dầu thô đều đi ngang qua Ukraine đó, cho nên Ukraine là một cái địa thế kinh tế rất là quan trọng đối với Nga, cho nên Nga rất là thèm thuồng. Trong tôi nghĩ cái ông Putin này ông thèm thuồng cái mảnh đất này là cũng là 20-30 năm nay rồi. Bây giờ mới có cái cơ hội. Rất tiếc là khi mà giữ được độc lập đó, thì chính phủ của Ukraine đó, nó qua cái nhiều cái giai đoạn là hoặc là độc tài quá độ hoặc là tham nhũng quá độ, thì nó làm cho người dân phẫn nộ, cho nên trong suốt mười mấy năm mà độc lập đó toàn là những cái lộn xộn không thôi. Và khi mà Nga chiếm cái phần lãnh thổ của Ukraine đó, họ làm những cái nước lân cận đó rất là lo sợ. Và cái này thì tôi cũng kể một cái người bạn địa phương của tôi ở đây thôi. Cái cô này là cái người Georgia. Georgia là một cái nước khác nữa, yeah, cũng gần gần ở bên nước Nga đó. Thì cô có nói với tôi đó là cách đây chừng 6 tháng đó, thì một cái phái đoàn quân sự của Georgia được Mỹ mời về San Diego và huấn luyện. Cho nên nó có cái sự huấn luyện của chính phủ Mỹ giúp cho Georgia. Không những như vậy, nhưng mà những cái nước lân cận đó, thì cái đó là tôi thấy rất là quan trọng. Mình phải giúp đỡ những cái nước mà muốn độc lập và không muốn tùy thuộc vào Nga. Còn những cái nước khác thì cái phản ứng của nước Mỹ và Tây Âu, NATO sẽ rất là quan trọng. Trong thời gian vừa rồi thì Tổng thống Obama có quyết định rằng là sẽ freeze những cái account của mấy cái viên chức của Nga Xô. Tuy nhiên đây là những cái bước đầu thôi. Tôi nghĩ về sau sẽ có những cái biện pháp mạnh mẽ hơn. Hiện giờ thì toàn thế giới đang chú trọng là Nga Xô có tiếp tục chiếm hết cái đất của Ukraine hay là chỉ chiếm cái phần Crimea mà thôi. Cái đó là một cái câu hỏi mà chưa ai trả lời được. Và Âu Châu họ cũng rất là phân vân. Dạ vâng. Và chúng tôi sẽ update tường trình cho quý vị với những cái tin tức mới nhất về bản tin này. Và ông Anh Trường. Dạ thưa vâng. Và thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay. Mời anh Trường. Dạ. Thôi bây giờ mình nói về tin vui về kinh tế của nước Mỹ đi. Tin vui tí xíu thôi quý vị ha. Dạ. Cách đây chừng mấy bữa đó thì cái người mà chairman mới của Federal Reserve là bà Janet Yellen có lên tường trình cho Quốc hội của Hoa Kỳ là kinh tế dạo này cũng khá quan lắm, đỡ hơn mấy năm trước. Và bà cũng tuyên bố là cái chính sách phụ giúp cho interest rate từ từ bà sẽ giảm thiểu bớt. Cái điều mà bà nói nó sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình địa ốc. Khi mà interest rate nó sẽ lên trong most likely là cái interest rate nó sẽ lên trong vòng chừng 2 năm tới, nó sẽ lên rất là chậm để mà cho cái thị trường nó có thời gian để mà hòa đồng. Nhưng mà cái interest rate nó sẽ lên, thì khi mà interest rate lên đó, nó làm cho cái giá nhà nó có thể nó ổn định lại trong vòng chừng 2 năm tới. Thì cái đó là cái dấu hiệu, là bởi vì tôi phải nói cái này là bởi vì người Việt Nam rất là chú trọng về vấn đề mà tin tức về địa ốc. Yeah. Anh cứ lạc nghiệp phải không anh? Yeah. Vâng, thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức tổng kết trong ngày hôm nay với Vân Anh và anh Châu. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại trong ngày.